my God. Chưa khi bắt đầu video ấy, mình sẽ nói sơ về cái chuyện video sẽ diễn ra như thế nào. Là tất nhiên các bạn, video sẽ có được khá là bình thường, âm thanh trong game cũng khá là ok, nhưng một chuyện khá là thú vị là âm của mình nó khá là nhỏ, nên là quyết định là từ tập kế tiếp là mình sẽ cố gắng mình fix cái lỗi âm thanh này. Ok, mình sẽ lấy cái iPad mình để thu tiếng chứ cái mic grow bà mẹ bỏ mẹ được thề. Ok vậy đi nhá. Fuck, do I get out of here? Mẹ nhớ cái chai, nhớ cái demo vãi cà lồi. Okay. Hóa ra là đủ cần.
quan cảnh thật là đẹp. Thank you.
some other way around. God bless. Hold on, I got
chụp bao nhiêu rồi. I can still find my way to the mine. Oh.
praise God and his prophet now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have to be sure. Thank you.
Ah!